Em xin kính chào quý khách nhá. Đây em quay chi tiết cho quý khách xem. Bộ ốp nội thất của xe Toyota Avanza 2022, 2023 mới nhất hiện nay quý khách nhé. Bộ sản phẩm thì gồm có 5 chi tiết lớn nhỏ như thế này. Đó, gồm bốn cái ốp khu vực công tác cửa này, công tác kéo kính lên xuống ấy. Đó, và một tờ miếng lớn khu vực chỗ cần số. Thì là chất liệu thì bằng nhựa quý khách nhá, bằng nhựa này bằng nhựa ABS này bề mặt của nó thì có nhúng một lớp vân carbon nhìn màu vân carbon rất là đẹp hà sáng và sang đó nó lắp đặt thì mình dùng băng dính 3M hai mặt đằng sau nó có sẵn khi mua về quý khách nhé quý khách chỉ việc bóc băng keo hai mặt và dán lên trực tiếp lên tiếp lên bề mặt của xe thôi rất là đơn giản dễ dàng quý khách nhé đó được chưa à, địa chỉ shop thì là 14 đồng nhân hai bà trưng hà nội quý khách đặt hàng mua hàng là cứ liên hệ bên shop nha shop đồng ý ship hàng và giao hàng trên toàn quốc hàng thì rất là vừa vặn đẹp mắt đó rồi xin kính chào quý khách nhé